Chào các anh chị và các bạn, thì hôm nay Hoài Nam sẽ xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái mẫu piano điện dành cho những người mới học và những người có kinh tế không được kha khá lắm để ban đầu mình học. Mình xem thử cái bước đầu mình có đi theo cái con đường piano này không thì mình sẽ đầu tư cây này. Còn sau này các bạn đã quyết định là các bạn chơi piano lâu dài thì mình đầu tư một cái khác ngon hơn. Hay cái dòng sản phẩm ở đây mình giới thiệu đó là cái CDS-100 của Casio. Thì hiện tại cái cây CDS-100 này thì bên Tứ Nguyễn Music và Viettel Music Group đang có chương trình khuyến mãi giảm giá còn 10.310.000, sẽ được tặng kèm những cái phụ kiện là ghế này, khăn phủ phím này và bảo hành 2 năm miễn phí vận chuyển thành phố Hồ Chí Minh và lắp ráp hướng dẫn kỹ thuật cho các bạn luôn. Thì ngoài ra cái chương trình này còn áp dụng cho cái cây CDS-100 đó là đổi trả trong 3 ngày. Nếu mà bên mình giao hàng cho bạn từ ngày các bạn nhận hàng trong 3 ngày đó, nếu có lỗi gì phần kỹ thuật của nhà sản xuất thì bên mình sẽ chở cây mới đến thay cây cũ cho bạn luôn, đổi một đổi một, các bạn không mất phí gì hết. Thì ngoài ra các bạn cũng có thể mua hàng qua web, các bạn có thể đặt hàng, bên mình sẽ alo và xác nhận. Nếu chốt đơn hàng thì mình sẽ giao cho bạn luôn. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì giao hàng xong mình sẽ thu tiền. Thì bây giờ Hoài Nam sẽ đi phân tích cái cây CDS-100 này để cho các anh chị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái sản phẩm này hơn, để cô chú anh chị có thể rút ra được cái ưu điểm nào thích hợp với mình thì mình có thể quyết định đến mình mua hàng nha. Thì cái ưu điểm đầu tiên của cây CDS-100 đó là cái độ mỏng và cái độ gọn nhẹ của nó. Mình có thể bỏ bất cứ ở đâu trong phòng của mình, từ phòng khách, phòng ngủ hoặc bất cứ ở đâu, tại vì nó nhỏ gọn. Cái chiều dày của cây đàn chỉ là 232mm nên là nó rất là nhỏ gọn. Thì mình có thể vác đi hoặc mình xách đi đâu đó, đi dạo ngoại hoặc đi chơi band ở ngoài công viên thì nó cũng ok hơn. Đối với những cái sản phẩm mà nó cầm kèm như là 102 này kia thì nó sẽ không có tính tiện dụng, các bạn thường để cố định ở nhà. Còn cây CDS-100 thì các bạn có thể vác hoặc đi đâu, bất cứ đi đâu. Cái thứ hai đó là phần âm thanh của cây CDS-100 thì nó là dạng một cây piano giá rẻ tầm phân khúc sinh viên, thì mình không thể nào mà yêu cầu âm thanh nó quá nhiều. Bởi vì cái yếu tố mà âm thanh và các công nghệ bàn phím càng hay và càng tạo cảm xúc của người chơi tốt nhất thì nó sẽ càng đắt tiền. Thì với cái CDS-100 tầm phân khúc 10.300 này mình đánh giá nó rất là tốt rồi, rất tốt, tại vì các bạn bỏ ra số tiền 7-8 triệu các bạn đầu tư một cái cây đàn piano điện cũ thì mình không đánh giá nó cao, bởi vì đã nói là cũ thì cái thời gian nó sản xuất ra tầm 2012 đổ về trước thì các bạn không thể nào so sánh với những sản phẩm 2019, bởi vì cái công nghệ dù gì đi nữa thì cái công nghệ của âm thanh của 2019 nó vẫn nghe nó vẫn có nhiều điểm mạnh hơn cái công nghệ âm thanh trước kia. Thì ngoài ra cái âm thanh của cây CDS-100 này nó cũng tích cho mình khoảng 10 cái tiếng để mình có thể hiệu chỉnh tốt hơn. Hiệu chỉnh thì trên cái CDS-100 này rất đơn giản các bạn. Thì các bạn trong quá trình mình giao hàng thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trong vòng chưa đầy 10 giây thì các bạn có thể hiệu chỉnh được hòa hiểu được tất cả nguyên lý của cái CDS-100. Vấn đề tiếp theo đó là cái công nghệ của bàn phím ứng dụng vô cái CDS-100 thì nó có tốt hay không. Thì xin thưa với các bạn là sẽ tốt hơn rất nhiều đối với những cái đàn cũ, bởi vì những cái công nghệ mà CDS-100 được ứng vào đó là cái sự kế thừa của thằng CDS-135. Nó sẽ kế thừa cái công nghệ bàn phím vuông đó nhưng mà được cải tiến rất là nhiều. Về thứ nhất, cải tiến đầu tiên á, là cái bề mặt của cái bàn phím nó không còn dạng trơn nữa mà là nó sẽ có dạng nhám, để khi mà chúng ta chơi những cái tác phẩm mà chúng ta lướt cái tay hơi nhiều đấy thì mồ hôi tay chúng ta sẽ ra và nó sẽ không bị trượt ngón, giúp cho các bạn có thể lướt ngón tốt hơn. Và cái công nghệ bàn phím của cây CDS-100 này đó là cái công nghệ Scale Hammer Action 2. Thì nó được cải tiến rất nhiều. Thì ngày xưa các bạn bấm vô và giật lên thì cái độ nảy của bàn phím, tại vì nó là dạng mô phỏng
thì nó sẽ bị nấc lên 2-3 lần nữa. Còn cái bây giờ thì họ khắc phục khoảng 40% cái vấn đề đó rồi, nên là các bạn chơi nó không còn cái độ tức ngón nữa. Ngày trước có những cái dòng CDBS thì mình chơi có cảm giác như tức ngón, với lại mình lướt ngón nó sẽ có cảm giác như là bị sượng, bị chợt ngón tay. Thì về đánh giá của mình về cái công nghệ bàn phím của LS100 thì nó ở mức trung bình thôi các bạn, mình không thể nào đòi hỏi cao hơn được. Thì nếu mà so với những cái đàn cũ thì nó vẫn luôn luôn nào nó cũng ngon hơn, cái hệ bàn phím lúc nào nó cũng nặng hơn, và cái cảm giác chơi thì nó lúc nào cũng sướng hơn. Bởi vì những cái dòng trước, dòng đã qua sử dụng thì bàn phím nó người ta đã chơi rất là nhiều rồi các bạn, qua thời gian thì nó sẽ bị nhão bàn phím ra, mà quýnh nó rất là nhẹ, nó chẳng khác gì cái hệ bàn phím của keyboard, nó rất là nhẹ, với lại mình quýnh nó xuống có cảm giác nó xuống cái mớp ở dưới nghe cạch. Cái đó là những cái yếu tố nhà sản xuất người ta cũng chú tâm tới, đó là cái yếu tố ma sát ha, nên tạo ra những âm thanh mình chơi mà mình chơi một bản nhạc nó đang phiêu mà khó chút nghe cạch, cảm giác nó hơi bị khó chịu đối với người chơi. Thì cái đầu tiên dụng tiếp theo mà mình đánh giá Casio lần này là làm rất tốt với cái S100, đó là họ đã ứng dụng sử dụng pin vào cái sản phẩm này. Thì những cái dòng điện piano thì đa phần họ không bao giờ sử dụng pin, nhưng với cái S100 này thì Casio đã ứng dụng pin vào. Cái độ tiện dụng nó thì các bạn cũng biết rồi đó, thì chúng ta có thể đi ra ngoài công viên, chúng ta không cần phải có cái nguồn âm thanh 220, thì chúng ta chỉ cần bỏ 6 cục pin tiểu vào để chúng ta sử dụng. Thì Casio nói cái nguồn điện này thì các bạn có thể bỏ 6 cục pin tiểu, các bạn xài tầm khoảng 9 tiếng. Đấy, thì 9 tiếng là dư rồi, mình chỉ cần 2-3 tiếng là ok rồi. Ra công viên mình chơi 2-3 tiếng là ok rồi, mà tầm 9 tiếng thì rồi quá ok rồi. Cái yếu tố tiếp theo đó là dành cho những bạn nào mà có ý chí tự học piano, thì với cái S100 là rất cực kỳ xứng đáng với các bạn để các bạn mua về để các bạn có thể tự học piano. Bởi vì cái S100 này nó sẽ hỗ trợ các bạn kết nối với smartphone của mình một cách ok, và những cái ứng dụng mà Casio đã viết ra lập trình có sẵn trên App Store hoặc là CH Play có hết. Thì các bạn chỉ đao cái phần mềm nó về và các bạn đao những cái MIDI ở trên mạng, MIDI mà các bạn thường sử dụng nhiều nhất ở là MusicScore, thì các bạn lên đó các bạn tải về, ví dụ như cái bài Kid Arena thì trên đó cũng có MIDI, các bạn tải MIDI, các bạn tải về máy rồi nó sẽ có những cái nốt chạy xuống ấy để cho các bạn tập theo. Thì đối với các bạn nào mà muốn tự học thì cái này là cực kỳ thích hợp với các bạn. Giá nó là rẻ nhất trong tầm phân khúc những cái đàn mới. Thứ hai đó là có thể kết nối được smartphone, hỗ trợ MIDI, PDF này, MP3, nói chung là nó cũng có lighting vào để cho các bạn nghe nhạc trên cái loa này luôn. Thì đó là những ưu điểm đối với cây S100 thì các bạn có thể tham khảo. Còn nhược điểm thì mình sẽ liệt kê ra. Thứ nhất là do nó là một cái cây đàn tầm phân khúc giá rẻ nên các bạn không thể yêu cầu nó có hệ bàn phím quá tốt và cái nguồn âm thanh sẽ thật là hay. Đấy, nên là mình không đánh giá cao cái phần đó. Về những cái thông số của cái đàn này thì nó vẫn là một cái đàn piano 88 phím, đầy đủ những cái chức năng của piano. Nó không có những cái chức năng như riff này kia cho các bạn đâu, tại vì các bạn chơi piano thì các bạn chỉ chú trọng đến tiếng piano thôi, và những cái tiếng piano điện hoặc là tiếng string này kia thôi. Thì các bạn đòi hỏi yêu cầu nó quá nhiều tiếng các bạn cũng không sử dụng tới đâu. Nên những bạn đang chơi piano, tự động các bạn mua những cái đàn piano kích hợp vô phản riff trong trọng thì mình thấy nó không tốt, bởi vì mình đầu tư cái số tiền đó ít nhất cái phần riff đó cũng 5-6 triệu trọng rồi, và tiếng piano cũng khoảng 11-12 triệu rồi, các bạn đầu tư vô cứ 15-16 triệu nhưng mà các bạn chỉ sử dụng tiếng piano không thì rất là phí. Nên là các bạn mua cái S100 sẽ thích hợp hơn. Thì đó là những thông tin mà Hoài Nam gửi đến quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái S100. Thì những thông tin này hy vọng có thể giúp ích cho các bạn và các anh chị đang tham khảo dòng piano. Thì mình cũng đã khuyên các anh chị rồi, đừng nên hạn chế chứ không phải đừng nên hạn chế mua những cái đàn piano điện cũ, bởi vì xác suất này kia với lại cùng âm thanh nó sẽ không bằng những đàn mới đâu, chắc chắn với các quý vị và các bạn là như vậy luôn. Thì nếu như các bạn quý vị có muốn mua hàng thì các quý vị các bạn cứ alo xuống cái hotline để trên cái màn hình đấy. Và còn nếu như là mình muốn tìm hiểu thông tin thì ở dưới phần mô tả mình có để cái đường link của sản phẩm dưới đó, mình có thể tham khảo ở trên đó những cái thông số kỹ thuật hoặc bất cứ cái gì trên đó. Thì Hoài Nam cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem clip của Hoài Nam. Thì trong quá trình sử dụng hoặc là mình muốn tham khảo gì thông tin thêm trên cái cây S100 này thì các anh chị và các bạn có thể comment ở dưới cái video này thì mình sẽ hỗ trợ trả lời cho các bạn luôn, không có tính tiền đâu, đừng có sợ.